Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với mộ của Trạng Nguyên, Đặng Công Chất. Ông sinh trong thời Lê Trung Hưng. Thời Lê Trung Hưng kéo dài trong vòng 200 năm, chỉ có 5 Trạng Nguyên. Và Trạng Nguyên Đặng Công Chất là một trong những Trạng Nguyên nằm trong số đó. Mặc dù ông họ Đặng, nhưng ông là dòng dõi của Trần Quốc Tuấn. Cụ thể như thế nào thì quý vị sẽ cùng Duy tìm hiểu trong video. Về những giai thoại của ông đến thời điểm này thì có rất là nhiều giai thoại. Vị trí Duy đứng ở lăng mộ của ngài đây thì cách nơi ngài sinh ra, đó là làng Phù Đồng, khoảng tầm 6 km. Ngài mất sau một tháng đi sứ sang Trung Quốc. Những câu chuyện của ngài hiện tại truyền đến bây giờ, đơn cử như những việc ngài kén rể, rồi những chuyện khi mà ngài Đỗ Trạng Nguyên vua gả công chúa cho ngài nhưng ngài không đồng ý, ngài vẫn chung thủy với người vợ Tần Tảo ở quê của ngài. Chức vụ của ngài thời điểm đó thì nó tương đương với chức vụ thủ tướng bây giờ, nhưng ngài là một vị quan thanh liêm. Khi mà được bổng lộc thì ngài mang về quê chia cho dân làng, cho nên dân làng ở đó rất kính trọng và yêu quý ngài. Và còn rất nhiều những câu chuyện Duy muốn chia sẻ cho quý vị về vị Trạng Nguyên Đặng Công Chất này. Quý vị sẽ đón xem trong phần tiếp theo của video nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video. Nếu quý vị và các bạn là lần đầu tiên xem video này thì hãy nhấn đăng ký và tích vào biểu tượng chuông để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ không bỏ lỡ chúng. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, trong gia phả dòng tộc còn lưu lại lời di huấn cho con cháu của Trạng Nguyên Đặng Công Chất có đoạn như sau. Cố gắng học hành làm quan giúp nước, làm quan không được cậy thế lực, làm giàu. Nếu học kém thì làm ruộng, không được làm việc gì có hại cho dân, cho nước. Hình ảnh quý vị đang xem là nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất. Bên tay trái của chúng ta là nơi thờ thân phụ và thân mẫu Trạng Nguyên. Bên tay phải là nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất, nằm ở vị trí thôn Phù Đồng, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 24 km. Cách nhà thờ Trạng Nguyên khoảng 6 km là lăng mộ của ông, nằm tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, Đặng Công Chất là một người đã đạt được bậc cao nhất của khoa danh Trạng Nguyên năm 1661. Từ đó đến lúc qua đời, trải qua 22 năm hoạt động, Đặng Công Chất kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thời Lê Trung Hưng, và đến năm 1683, ông giữ chức tham tụng là người đứng đầu có quyền cao nhất trong hàng ngũ quan lại lúc bấy giờ. Với những chức vụ được giao đó, có thể khẳng định Đặng Công Chất là một người có tài cao, đức trọng và đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước ở cuối thế kỷ thứ 17. Không những thế, ông là đồng tác giả của Trùng San Lam Sơn Thực Lục và Đại Việt Sử Ký Túc Biên. Đối với quê hương, Trạng Nguyên Đặng Công Chất rất quan tâm tới việc giáo dục truyền thống yêu nước. Ông là người đứng ra hưng công xây dựng một trong hai ngôi nhà tiền tế ở đền Phù Đồng ngày nay. Trạng Nguyên Đặng Công Chất là gương mặt sáng trên chính trường Đại Việt cuối thế kỷ thứ 17. Với vai trò và đóng góp của Trạng Nguyên Đặng Công Chất, vào ngày 3 tháng 8 năm 2007, di tích nhà thờ ông được nhà nước trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đặng Công Chất sinh ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Tuất, tức năm 1622, ở làng Phù Đồng, huyện Tiên Du, nay là xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông vốn họ Trần, dòng dõi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đến đầu thời Lê có ông Trần Văn Huy, hiệu là Đặng Hiến, sinh năm 1410, mất năm 1475. Đỗ Nhị Giáp tiến sĩ Đình Nguyên, năm Đại Bảo thứ 3, tức năm 1442, làm quan tới Thượng Thư Bộ Hình, di cư đến làng Quan Bị, huyện Bất Bạt, phủ Thao Giang, trấn Sơn Tây, nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Đến đời thứ 3 có Trần Tuân, là cháu nội Trần Văn Huy, nổi dậy khởi nghĩa chống lại vua Lê Tương Dực. Nhưng cuộc khởi nghĩa thất bại, Trần Tuân bị tướng của triều đình là Trịnh Duy Sản giết, quân tan vỡ. Vì sợ triều đình bắt tội nên dòng dõi của Trần Tuân rời đến xã Yên Quyết Thượng, huyện Từ Liêm, đổi họ đi để tỏ ra là khác biệt. Theo thế phả, thì người chạy ra Thượng Yên Quyết là Trần Công Du, gọi Trần Tuân bằng chú. Đến đời con ông Du chính thức đổi thành họ Đặng, vì ông tổ Trần Văn Huy có hiệu là Đặng Hiền,
nên gọi là Đặng Công Toàn. Đặng Công Toàn sinh năm 1487, mất năm 1547, đỗ tiến sĩ khoa Canh Thìn từ năm 1520, làm quan tham chính xứ Kinh Bắc, đóng trụ sở ở làng Phù Đồng, sinh người con thứ 7 là Đặng Công Khuê, sinh năm 1538, mất năm 1600. Sau đó ông Đặng Công Khuê cư trú ở Phù Đồng, nên ông Đặng Công Khuê là người được suy tôn là tổ chi họ Đặng ở Phù Đồng. Đặng Công Khuê thi đỗ thủ khoa Hương Cống, làm quan tới chức viên ngoại lang bộ lại. Con trưởng ông Khuê là Đặng Công Sắt, cũng đỗ giải nguyên Hương Cống khoa Tân Sửu từ năm 1601, làm quan tới chức tham chính xứ. Ông Sắt có 4 người con trai là Đặng Công Toại, Đặng Công Nghi, đều là nho sinh. Con thứ 3 là Đặng Công Chất, con thứ 4 là Đặng Công Trác, đỗ giải nguyên Hương Cống khoa Tân Mão năm 1699. Vào năm Vĩnh Thọ thứ 4 thời Lê Trung Hưng, tức năm Tân Sửu năm 1661, Đặng Công Chất đỗ Trạng Nguyên. Đây là học vị cao nhất và danh giá nhất của chế độ khoa cử thời phong kiến. Thời Lê Trung Hưng tính từ khoa thi năm 1580 đến năm 1787, có 68 khoa thi, cả nước chọn 5 Trạng Nguyên. Đặng Công Chất là một trong 5 người giành được học vị cao quý đó. Ông là vị danh thần nổi tiếng, thông minh và ngay thẳng. Ông sinh ra tại làng Phù Đồng nên còn được gọi là Trạng Gióng. Trạng Gióng là người con thứ 3 do bà Chánh Thất họ Nguyễn sinh ra. Thân mẫu của Trạng Gióng cũng là người hiếu học, thuộc nhiều điển tích ca dao. Tính bà nhân hậu, hay đem của nhà làm phúc, giúp cả người dưng nước lã. Khi mất, bà được đặt hiệu là Từ Huệ Bà. Với con cái, Từ Huệ Bà răn dạy rất nghiêm, theo đúng lễ giáo. Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 người con trai của Từ Huệ Bà về sau đều công thành danh toại. Người con cả từng làm tới chức tham nghị, người con thứ 2 và người con thứ 3 cũng đều hiền đạt. Người con út lúc nhỏ vụng về cách làm văn, nhưng rồi được anh trai kèm cặp nên rốt cuộc cũng tiến bộ, đỗ khoa sĩ vọng và sau này làm đến chức đô tổng binh thiêm sự Cao Bằng. Sai kỳ, khi các con đã trở thành mệnh quan triều đình rồi, Từ Huệ Bà vẫn thường đọc cho các con nghe 3 nguyên tắc khi làm quan để nhắc nhở thêm. Tương truyền khi Trạng Gióng được sinh ra, thần mẫu của Trạng Gióng đến kỳ sinh nở đã nằm mơ thấy một con hổ đen gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, giật mình tỉnh giấc và trả dợ sinh con. Thân phụ của Trạng Gióng là trưởng nam của cụ Đặng Minh Phù, tên là Hòa Sắt, cũng là người có tiếng văn hay. Mấy lần dự thi hội đỗ tam trường nên được các quan rất quý. Cụ Đặng Hòa Sắt từng được bổ làm tri huyện Gia Định, nhưng sau 11 năm lặn lội quan trường vẫn phải dậm chân tại chỗ nên cởi ấn về nhà theo đuổi thú vui xem phong thủy. Ngay từ nhỏ, Đặng Công Chất đã tỏ ra rất hiếu học, quanh năm gần như không lúc nào rời sách thánh hiền. Mùa đông, trời lạnh, cậu bé Chất ra sân nằm phơi nắng cho ấm để đọc sách. Có lần, người cha trông thấy con nằm co ro ngoài nắng đọc sách, đã buột miệng nói đùa, đại ý, nếu con sợ lạnh đến thế thì ta sẽ cho con kiểu đất, cấn bút, song quản, xâm vân. Câu này có nghĩa là ta sẽ cho con thế đất phát về văn trường, năm đời mặc áo gấm không thôi. Lớn lên theo nghiệp lều trống, Đặng Công Chất không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mặc dù thi khoa sĩ vọng kỳ đầu tiên đã được xếp loại ưu ngay. Văn của ông hay, nhưng viết chữ cũng có lúc bị nhầm nên đã bị đánh hỏng ở kỳ thi tiếp đó. Quan triều lúc đó là người trọng tài, tiếc hơi văn hiếm có của Đặng Công Chất nên đã tâu lên với vua để vua triệu vào trong cung bằng chức trò dạy học. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, phải tới năm 1661, Đặng Công Chất lúc đó đã gần tứ thập mới đỗ Trạng Nguyên. Cùng với Đào Công Chính và Ngô Khuê, vua ban cho 3 Trạng Nguyên áo bào đoạn màu đỏ, đai lưng giáp bạc, vinh quy bái tổ về làng. Tiếp đó Đặng Công Chất thì ứng chế, đỗ thứ nhất nên được phong chức hiển cùng đại phu, lâm hàn thị giảng. Hoạn lộ sau này của Đặng Công Chất nhìn chung thuận buồm xuôi gió. Phương châm hành xử chính của ông có thể diễn giải bằng câu kẻ sĩ rất quý ở cương thường. Đặng Công Chất làm quan, lúc nào cũng rất mực thanh cần. Nhà vua rất hay với ông vào cung để giảng sách. Năm 1676,
Trạng Gióng từng được vua cử cùng Hồ Sĩ Dương đề tựa bộ sách Làm Sơn Thực Lục, tham khảo bản cũ cùng các sách gia đình để sửa sang lại, chỗ nào sai thì chép lại cho đúng, chỗ nào sót thì bổ sung vào, cốt tiện đọc và truyền bá rộng rãi. Công việc của các ông đã được đời sau đánh giá xứng đáng. Những chức vụ cao nhất của Đặng Công Chất ở trong triều là Hình Bộ Thượng Thư và Binh Bộ Thượng Thư. Khi Trạng Gióng từ trần, ông được tặng lại Bộ Thượng Thư, Thiếu Bảo, Tước Bá. Đặng Công Chất là người có tài kiêm văn võ, nội trị, ngoại giao và cũng là người có đạo đức, trung thực, liêm khiết. Theo Thế Phả, thì sau khi đỗ Trạng Nguyên, có khả năng lấy công chúa, nhưng ông Chất cố chối từ vì ở quê đã có vợ. Việc này làm cho vua chúa không hài lòng, nên tuy biết ông có tài văn học nhưng sau năm 1662, chúa liền bổ ông vào chức quan võ đi dẹp loạn ở Nghệ An rồi được cử làm đốc thi sứ ấy. Sau đó ông được triệu về kinh sử làm Hàn Lâm Viện thị giảng. Chính trong thời gian này ông tham gia biên soạn Đại Việt Sử Ký Tục Biên do Tham Tụng Phạm Công Trứ chủ biên. Tháng 3 năm Ất Tỵ, tức năm 1665, ông được thăng chức Hữu Thị Lang Bộ Công. Có lẽ từ năm này, ông cùng với ông Hồ Sĩ Dương và Đào Công Chính biên tập cuốn Trùng Sang Lam Sơn Thực Lục. Tháng 5 năm Nhâm Tý, tức năm 1672, Đặng Công Chất về quê làng Phù Đồng chịu tang mẹ. Bất ngờ có việc kêu binh nổi loạn giết chết Bồi Tung, phó tể tướng, Trạng Nguyên Nguyễn Quốc Trình. Triều đình liền sai tuyển quận công đến nhà triệu Đặng Công Chất về Thăng Long dẹp loạn. Ông Chất về kinh đô phủ dụ kêu binh quân lính đều phục tùng. Sau đó tháng 7 năm Ất Mão, tức năm 1675, ông được thăng Tả Thị Lang Bộ lại, rồi được cử làm Bồi Tụng Nhập Thị Kinh Diên năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, được cử làm trấn thủ Cao Bằng đánh dẹp Mạc Kính Vũ ở biên giới, sau đó lại được triệu về kinh quản thống năm viên đại tướng. Năm Tân Dậu, tức năm 1681, Đặng Công Chất được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc đàm phán với nhà Thanh. Quan hệ giữa hai nước lúc này rất thân thiện, nên vua Thanh đã cử quan đại thần là Đàm Bất Miện ra đón và tiễn đoàn sứ bộ của ta rất chu đáo. Khi đoàn sứ bộ ta ra về, Đàm Bất Miện tiễn đến sông Hoàng Hà cùng Đặng Công Chất làm thơ sứ họa quyến luyến không rời nhau. Tháng 6 năm Nhâm Tuất, tức năm 1682, đoàn sứ bộ về đến Thăng Long. Đặng Công Chất được vua chúa khen ngợi, thăng Binh Bộ Thượng Thư, tước Khánh Xuyên Tử. 3 ngày sau gia tăng Tham Tụng, tức chức tể tướng. Nhưng chưa được bao lâu, ngày 2 tháng 7 năm Quý Hợi năm 1683, ông mất. Vua lấy làm thương tiếc, đặt tên hiệu là Trùng Túc, tặng chức lại Bộ Thượng Thư, Thiếu Bảo và tước Khánh Xuyên Bá. Thế Phả cho biết ông khẳng khái có chí lớn, không làm dinh thự và đề của, làm quan chẳng thiết lợi lộc, bao nhiêu bổng lộc đem cất cho người thân thuộc mà không có của thừa, lúc bé thường ăn canh mướp, đến khi phú quý vẫn ăn canh mướp. Trạng Nguyên Đặng Công Chất còn có công đứng ra trùng tu đền thờ Phù Đổng Thiên Vương ở quê nhà. Dòng họ của ông sau này có nhiều người khoa bảng, như cháu nội ông là Đặng Công Diễn, sinh năm 1709, mất năm 1769, đỗ hội nguyên tiến sĩ khoa Đinh Mùi, từ năm 1728, làm quan tới chức tế tiểu, tương đương với chức hiệu trưởng của trường Quốc Tử Giám, thăng công bộ hữu thị lang, Bồi Tụng, phó tể tướng, thư Vũ Hầu. Thưa quý vị, tương truyền rằng, tại chỗ ngồi của mình, Trạng Nguyên Đặng Công Chất thường cho dán câu đối, lượng năng do kỷ hữu, chí nghiệp tự thiên thành, tức tài năng dù tự mình sẵn có, sự nghiệp lớn phải nhờ trời mới nên. Trong phép hành xử ở đời, Đặng Công Chất luôn lấy chữ tình và chữ nghĩa làm trọng. Ông hiểu những cái yếu của người đời nhưng không bao giờ lấy đó làm điều. Cũng theo sách, Đặng Gia Phả Hệ Toàn Chính Thực Lục và Đặng Gia Phả Ký Tục Biên Lương Xá Hà Tây, khi Đặng Công Chất thi ứng chế, các quan triều Bình Văn cho rằng văn của Đặng Công Chất hay hơn của người từng được cử vào chức thị thư khoa trước là Nguyễn Quốc Khôi. Nghe vậy, Nguyễn Quốc Khôi không phục mà có ý gây khó dễ cho Đặng Công Chất khi ông được cử làm thị thư mới. Thế nhưng,
Trạng Gióng vẫn tươi cười như không và nhân mực đối đãi tử tế với người tiền nhiệm. Nguyễn Quốc Khôi mất, Đặng Công Chất đang phải để tang thân mẫu, lễ thường như sách lễ dạy. Khi đang để tang cha mẹ không nên viết điếu ai. Thế nhưng Đặng Công Chất khi nghe lời ngăn cản đã thốt lên: "Tăng tử trong lúc có trọng tang vẫn đến viếng thăm Tử Hạ." Tăng tử và Tử Hạ là các đệ tử chân truyền của Khổng Tử, hai trong số 72 người hiền. Tức là ông muốn nói, người quân tử đôi khi phải biết vượt qua những phép tắc thông thường mà ứng xử bất thường cho phải đạo nhân nghĩa. Không những thế, Đặng Công Chất còn viết văn tế Nguyễn Quốc Khôi với những lời thấm thía: "Ông bạn quý của tôi là bậc trạng nguyên hiếu trung, người quân tử chính trực, nước không mất vì cái vẫn còn là đạo." Năm 1663, ông được phái đi làm đốc thị xứ Nghệ An. Khi ấy ở vùng Thiết Lâm, có khoảng vài 300 người dân cư trú ở khu vực biên giới, đóng nhà bè ngay ở khu cửa khe suối, náu mình làm nghề đạo tặc. Triều đình sai Đặng Công Chất một mình dẹp cướp. Tìm hiểu rõ những nguyên nhân, nói theo ngôn ngữ bây giờ, kinh tế xã hội dẫn tới nạn cướp bóc. Đặng Công Chất đã tìm cách phủ dụ, hợp pháp hóa đời sống của những người dân sở tại, lập làng xã, mở mang kinh tế và giáo huấn họ. Dân ra ở đó trở thành một nơi ăn nên làm ra. Dân Thiết Lâm cảm cái ơn của Trạng Gióng đã lập sinh tử, tức đền thờ sống Đặng Công Chất. Và một phần cũng nhờ thành tích giúp dân an cư lạc nghiệp ở Nghệ An, nên Đặng Công Chất vào năm 1665 đã được triều đình thăng chức gia hành đại phu, công bộ hữu thị lang. Trạng Gióng từng không chỉ một lần được vua cử đi sứ Trung Hoa. Lại theo sách Đặng Gia Phả Hệ Toàn Chính Thực Lục và Đặng Gia Phả Ký Tục Biên Lương Xá Hà Tây, lần Đặng Công Chất đi sứ vào năm 1683, trên đường về nước, ngồi bên bờ sông Hoàng Hà, quan hộ Tống Triều Thanh nhìn thấy con nước cuộn chảy, đã yêu cầu Đặng Công Chất ngẫu hứng làm một bài thơ, cho thêm phần bạo dạn. Trạng Gióng rót trà mời khách và chậm rãi viết lên trên lụa: "Xuất cự côn lôn khảm vị doanh, Hoàng Hà đáo để chi kỳ bình, thiên tầm bất đãi đường ngu tuấn, nhất thực hề khuy ngô sở tranh, đạm nhước hữu thời bao lão tiếu, đới như hà nhật hán hoàng minh, trường trưng long mã sơ phi ngẫu, để đức nguyên đồng nhật nguyệt minh." Tạm dịch là: nước bắt đầu chảy từ núi Côn Lôn, một vũng không đầy, thế mà ngày nay thành ra sông Hoàng Hà, sông dài nghìn tầm, không đợi đời đường ngu đào vét, một giọt không cạn, khi ngô sở tranh nhau, có khi nước trong như bao trừng cất tiếng cười, rồi có khi như giải áo, như lời thề vua Hán, khi có long mã nổi lên, điểm hay không ngẫu nhiên, vì đức vua sáng như mặt trời, mặt trăng. Cách viết và cách ví von như thế để những câu thơ gọi là hậu hiện đại cũng không thể mới hơn. Ông quan Trung Quốc xem bài thơ, đọc rõ từng câu, miệng tủm tỉm cười, ngẫm nghĩ hồi lâu, uống xong trà rồi bình luận: "Bụng dạ nhà thơ như nước sông muôn khoảng mênh mông, những dòng nước nhỏ thuần tưới trong khoảng trăm dặm hay nghìn dặm, một giọt nước thêm vào cũng chẳng thấm gì. Nước Nam là nơi mặt trời đỏ rực, vùng đất oi nóng, không ngờ lại là nơi lục nhất sinh thành. Như vậy thì đạo của người quân tử ở đâu cũng là đạo nhân mà thôi. Hà tất phải theo hùa hay bắt chước giống hệt nhau. Đã đành rồi, ở đâu cũng có người tài, thời nào cũng có người tài. Trên mọi phương diện trong muôn thuở, Trạng Gióng là một nhân tài như thế của đất Việt, chứ không là của riêng họ Đặng." Thế ông cụ Đặng Công Chất này là một cái cụ vậy là rất là thanh liêm, không có lấy của lấy tiền của nhà nước để làm dinh thự riêng, mà lấy tiền đó là như vậy là chia cho dân nghèo các thứ, cho nên cụ có dinh thự nào đâu, không có gì cả. Thế mà rất là hiếu học, năm 41 tuổi đi đỗ trạng nguyên hai lần. Thế còn con cháu về cụ sau này là như vậy là cứ kế tiếp học, hiện nay là
dòng họ là có cái hội khuyến học hàng năm, thì như vậy là các cháu thi đỗ đại học, cao đẳng và từ lớp 1 trở lên thì đều là như vậy là tổ chức lễ phát phần thưởng cho các cháu. Để các cháu đỗ đại học thì quý không có nhiều, chỉ được thưởng 200 thôi. Các cháu học giỏi thì đỗ 100, nhưng mà tổ chức lễ phát thưởng tại trước ở nhà thờ này. Thì phát thưởng thì như vậy là trước khi phát thưởng thì ông trưởng họ làm lễ dâng hương các cháu, rồi sau đó làm các thủ tục phát thưởng cho các cháu. Thì hậu duệ các cháu của cụ bây giờ thì phải hàng trăm kỹ sư rồi, và có tiến sĩ các thứ học trong nước ngoài nước. Hậu duệ của cụ thì đời cha đời con đều có khuyến khích cho cháu đi học. Thế đặc biệt là có một cái là như vậy là cụ này kén rể, kén rể cho con gái. Thì như vậy là trước kia là cụ đi học trò cũng có hai ông, một ông như vậy là Nguyễn Đình Hồ, tướng công Nguyễn Đình Hồ, và một ông Trạng cái đấy. Thế thì hai ông này đều ngoan đều giỏi cả, nhưng mà cũng biết chọn ăn, cũng biết tổ chức một cái bữa cơm, kiểu một cái tiệc đấy. hai ông ở hai phòng riêng. Thế thì cụ mới thấy cái ông mà như vậy là Nguyễn Đình Hồ là con rể của cụ, thì như vậy ông này bao nhiêu hồi ngày xưa thì giò chả các thứ rất là ngon, nhưng ông này không ăn, ông xin ra ngoài xin mày lái chuối, lấy mày lái chuối, tất cả những thứ ngon ông gói về nướng bố mẹ. Thế còn cái ông chẳng cháy thì cứ món nào ngon là bố chén. Thế cuối cùng cũng chọn tướng công Nguyễn Đình Hồ. Thế và sau khi cụ mất này, cái ông Nguyễn Đình Hồ này mang về trên là trông nom phần mộ mai táng đến giờ cũng là hơn 300 năm. Dạ. Cụ chọn đúng người thôi. Tại khái cụ là cái người nghiêm khắc của thanh niên, những cái từ biết hình rồi. Thế cụ bà thì như vậy là cũng giúp chồng rất là ghê, và như vậy là được triều đình ban bảo mật lấy tiền đó chia dân nghèo, hoặc là mua vũ khí để như vậy là cho quân bảo vệ. Thưa vị, khi quý vị xem xong video nói về tiểu sử những như câu chuyện của Trạng Nguyên, Đặng Công Chất, quý vị có những suy nghĩ gì hay có những góp ý gì cho kênh thì quý vị hãy bình luận ở phía dưới video nhé. Cũng như hãy nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ kênh. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất nhé. Khi quý vị nhấn đăng ký thì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.